soi, vào năm điểm này là biết ngay phong thủy gia đình có hợp vía thần tài hay không. Phong thủy nhà ở có ý nghĩa vô cùng to lớn. Một căn nhà có phong thủy tốt là căn nhà hội tụ đủ những nguyên tắc phong thủy dưới đây, với những căn nhà như thế này, gia chủ càng ở càng có tiền. Cửa, kích thước của cửa, và nhà, được, để cấu hình đúng, cánh cửa, vào căn nhà nhỏ, được gọi là hơi thở. Cư dân dễ bị ốm, các mô hình của sự giàu có về hưu, làm cho sự giàu có trở nên xấu, trừ ra khỏi ảnh hưởng của điều kiện phong thủy và bất kể bệnh tiền hưu trí sống trong một ngôi nhà như vậy sẽ cảm thấy khó chịu diện tích phòng lớn nên mở cửa lớn chẳng hạn như cửa khu dân cư phòng trung tâm thương mại phòng diện tích nhỏ nên mở một cánh cửa nhỏ chẳng hạn như phòng tắm cần lưu ý rằng để tránh những vị trí mở cửa cánh cửa của cửa sổ một dòng khí có thể dễ dàng chia tay không khí không thể ở bên nhau trong nhà dẫn đến gia đình hay lục đục tâm trạng không thoải mái nhà nên đặt ở khu vực có nhiều đường đường thông Tài vận mới thông đó là điều tất nhiên, và dễ hiểu bởi lẽ có người mới có đường. Người càng đông, đường mới càng rộng, và đường theo quan niệm phong thủy chính là tượng trưng của vinh hoa phú quý. Thông gió, đón nhiều ánh sáng. Một căn nhà đáp ứng, được yếu tố thông gió, đón nhiều ánh sáng, sẽ tạo ra sự cân bằng âm dương, trong một căn hộ, nếu phòng khách, mà ban ngày cũng cần phải bất đèn hoặc bất kể cả ngày hay đêm đều sáng nghĩa là căn hộ đó. Đang bị mất thế cân bằng về âm dương. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và sức khỏe cũng như sự nghiệp của gia chủ. Trái thanh long phải bạch hổ. Trong phong thủy học, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ là thuật ngữ thường xuyên xuất hiện, vậy thế nào gọi là thanh long, thế nào gọi là bạch hổ? Thanh long là thế đất bên trái ngôi nhà, đại diện cho vận may, bạch hổ là thế đất bên phải ngôi nhà, đại diện cho sự tiêu tán. Trong một căn nhà, thanh long lấn át bạch hổ, sẽ mang đến cho gia chủ sự thuận lợi hài hòa, tài vận hanh thông, tình cảm êm ấm, sống hạnh phúc, hưởng thọ dài lâu. Ngược lại, nếu bạch hổ lấn áp thanh long, chủ nhân của ngôi nhà thường gặp xui xẻo, bệnh tật ốm đau triền miên. Chuyên gia phong thủy gợi ý, rằng, khi chúng ta xây dựng nhà cửa, nên chọn hoặc tác động sao cho thế đất bên trái cao hơn thế đất bên phải. Sẽ mang lại nhiều lợi ích về sau cho cả gia đình. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhà ở, được xây dựng san sát, đặc biệt nhà chung cứ khó có thể thực hiện theo ý chủ nhân như hiện nay nếu không có điều kiện thay đổi môi trường bên ngoài chủ nhà có thể treo ảnh rồng trên bức tường phía đông ngôi nhà hoặc đặt tượng rồng ở phía đông phòng khách một lưu ý nhỏ là chúng ta nên chọn rồng bốn móng tránh rồng năm móng chỉ dùng cho vua chúa vì mức năng lượng quá lớn do rồng năm móng tạo ra có thể không phù hợp với người trần mắt thịt phòng ngủ chính quan trọng nhất đó là chiếc giường giường an toàn phòng ngủ cấu trúc ngôi nhà hiện đại tương ứng với đó là chủ sở hữu cuộc sống phòng ngủ là không gian rất riêng tư Khoảng một phần ba thời gian cuộc sống của một người đã trải qua trên giường, phòng ngủ phong thủy là tốt hay xấu ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và cuộc sống may mắn. Một giường vô cùng đặc biệt khi chọn ngày tốt lành an toàn trên giường. Giường đặt ở vị trí yêu cầu hướng dẫn của phong thủy chuyên nghiệp, một giường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Chẳng hạn như nhân dân tệ vận chuyển, hướng nhà, sinh nhật lá số tử vi, và vân vân. trong này không xây dựng. Sao thông tin chỉ mang tính tham khảo hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại